Hà Tĩnh ghi nhận thêm 5 ca dương tính với COVID-19. 2 ca mắc COVID-19 được phát hiện vào tối ngày 5 tháng 6 đã được xác định là lây nhiễm từ hại vợ chồng từ Bình Dương trở về Hà Tĩnh vào ngày 30 tháng 5. Đến 10 giờ sáng ngày 6 tháng 6, Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể, 3 ca mới hôm 6 tháng 6 là ca bệnh NBD, 59 tuổi và vợ là NTT, 53 tuổi, ngụ ở thôn Trung Tiến, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà ca bệnh GTPT, 24 tuổi, ngụ tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Trước đó, ba bệnh nhân từng có tiếp xúc với hai ca bệnh từ Bình Dương về Hà Tĩnh, ngụ tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, được công bố vào sáng ngày 5 tháng 6. Bệnh nhân NBD cùng vợ là NTT tiếp xúc ngày 2 tháng 6, còn bệnh nhân GTPT tiếp xúc ngày 30 tháng 5. Ngay sau khi xác định được trường hợp trên là F1 của hai ca bệnh ở thôn Đoài Thịnh, ngành y tế đã tiến hành cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm mới nhất vào sáng nay cả ba trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó vào tối ngày 5 tháng 6, tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho hay đã ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 là F1 của 2 ca bệnh từ Bình Dương về Hà Tĩnh. Theo đó, 2 ca bệnh mới nhất là LTH và NML, trú tại tổ 2 phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, là những người từng tiếp xúc với 2 ca bệnh tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung vào ngày 2 tháng 6. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ngành y tế đã xác định được 16 trường hợp F1 của hai ca bệnh LTH và NML, tất cả đều đã được chuyển đi cách ly tập trung theo quy định. Ngành y tế đang tiếp tục truy vết các F1 và F2 để triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Như vậy, tính đến sáng ngày 6 tháng 6, Hà Tĩnh đã ghi nhận 7 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 5 ca là F1 của hai vợ chồng từ Bình Dương về Hà Tĩnh ngày 30 tháng 5. Đến sáng ngày 6 tháng 6, ngành y tế Hà Tĩnh đã xét nghiệm được 156 trên 100 165 mẫu F1 của hai ca bệnh tại Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh và 2 trên 16 mẫu F1 của hai ca bệnh tại phường Nguyễn Du. Kết quả 158 mẫu được xét nghiệm đã âm tính lần một với virus SARS-CoV-2. Đồng thời chính quyền Hà Tĩnh tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 của ba ca bệnh mới phát hiện. Ngay trong sáng ngày mùng 6 tháng 6, lực lượng công an đã phong tỏa 200 hộ với 800 người tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung với 300 hộ với 1.500 nhân khẩu tại tổ dân phố số 2, phường nguyễn du thành phố hà tĩnh